những cái người bên Tây lúc đầu rất là e ngại, tại vì vấn đề ý thức hệ, cái đó là một cái sự thật, người ta rất là ngại qua đây về bên Đông này. Nhưng mà sau dần dần thì có một số người ta qua rồi thấy rằng đây là một nơi mà tụ điểm để các người Việt chúng ta gặp nhau, chẳng những mua đồ ăn rồi gặp gỡ rồi thưởng thức những món ăn Việt Nam, mà còn có những cái chương trình văn hóa. Thì từng bước thì những bà con ở bên Tây cũng tấp nập kéo về đây. Có một cái ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được rằng là thật ra trung tâm thương mại Đồng Xuân cũng giống như là một áp ốc đảo của chủ nghĩa tư bản sơ khai, trống lòng chủ nghĩa tư bản phát triển, cung cấp sinh hoạt, hình thức buôn bán vân vân các kiểu, từ sửng và lẻ và những cái dịch vụ khác, không khác gì là một cái hình thức của chủ nghĩa tư bản sơ khai. Theo anh nghĩ thì điều này nó như thế nào? Nếu mà nhận định đây là một cái ốc đảo tư bản sơ khai trong chủ nghĩa tư bản, thì tôi cho đó rằng đó là một nhận xét không sai. Vì cái hình thức buôn bán của người Việt chúng ta ở đây thực sự không có một cái bài bản nào nhất định cả, và cũng là một cái sự mày mò tự tìm hiểu thôi. Số lượng những người mà làm ăn buôn bán ở trong này ấy, mà gọi là họ có một cái được học hành, một sự đào tạo bài bản về kinh doanh ấy, là hầu như tôi dám nói là 90% là không có. Cho nên cái cách nói rằng là đây là một cái sơ khai thì cái đó hoàn toàn đúng. Và tôi cũng rất nhiều lần nói chuyện với lại anh Hiền chủ chợ, cũng giống như mọi người ở trong này, tôi cũng đều nhắc đến câu chuyện là chúng ta phải dần dần hội nhập bằng cách là gì? Phải có một sự đào tạo chuyên nghiệp. Và cái đó là cái điều mà ai cũng mong muốn, nhưng để thực hiện, nói thật là người ta chưa hoàn toàn ý thức được là mình cần cái đó, cho nên người ta vẫn chưa đi sâu vào để mà thực hiện cái điều mong mỏi đó. Vì